Hương chào tất cả các anh chị em. Hương xin giới thiệu về bản thân mình một xíu. Hương tên đầy đủ là Lục Thị Thùy Hương. Hương sinh năm 1992. Thì hôm nay Hương chia sẻ với tất cả anh chị em mình về cái câu chuyện mà của mẹ Hương bị cao huyết áp là gần 30 năm. Nói chung gọi là huyết áp mãn tính luôn. Hồi đó thì trước khi Hương biết đến công việc Odilem thì Hương cũng chưa biết đến dòng sản phẩm, nhưng mà do một cơ duyên á là Hương lướt trên Facebook. Tôi thấy chị Phan Thủy cũng có chia sẻ về công việc, nhưng mà Hương không có hứng thú về công việc lắm. Hương chỉ thấy công việc thì cũng bình thường, nhưng mà Hương vô tình hôm đó là Hương nghe chị chia sẻ về cái sản phẩm dòng wellness. Cái là Hương mới inbox cho chị Thủy, là Hương hỏi về cái sản phẩm này là có sử dụng như thế nào, rồi có hỗ trợ về huyết áp hay không. Thì Hương được chị Phan Thủy tư vấn rất là kỹ, và vừa vừa tư vấn và vừa định hướng cho Hương về một cái cơ hội kinh doanh. Nhưng mà Hương đó Hương chưa để ý tới cơ hội kinh doanh của mình. Thì Hương mới đầu tư về cho mẹ Hương là một bộ combo wellness. Là ban đầu thì chỉ mua để sử dụng, là để trải nghiệm sản phẩm, nói chung là mình cũng cho bản thân mình một cơ hội, cho gia đình mình một cơ hội đó. Thì mẹ sử dụng được một bộ combo đầu tiên thì mẹ có một cái phản hồi rất là tốt. Mẹ nói uống cái này nè thấy khỏe nè con, rồi huyết áp á, thấy nói chung là thấy không có mệt. Thì Hương thấy là thường mẹ nói mà huyết áp không có mệt thì sẽ liên quan tới huyết áp. Thì bắt đầu Hương mới nói vậy á, bây giờ á, con sẽ mua cái máy đo huyết áp về, con đo huyết áp cho mẹ. Nếu mà huyết áp của mẹ nó bình thường á là rõ ràng là cái chị đó đó là chị nói đúng đó. Thì Hương đã đầu tư một cái máy đo huyết áp là hơn 1 triệu về Hương đo cho mẹ, thì rất là bất ngờ về cái kết quả. Tại vì trước khi mà mẹ Hương sử dụng VNS thì lúc nào cái huyết áp của mẹ cũng là 14 ta 14 đến 14 8, mà uống từ một ngày từ 1 đến 2 viên. Có khi tâm trạng mà mẹ chỉ cần hơi buồn thôi là huyết áp nó lại lên. Nhưng mà trong quá trình mẹ sử dụng về cái combo VNS thì mẹ thấy cái sức khỏe của mẹ nó bình thường, cái huyết áp nó không có lên. Thì bắt đầu Hương đặt thêm một bộ combo thứ hai nữa, là lúc đó là mẹ uống được mới có tầm chưa tới 2 tháng. Bắt đầu Hương mới chia sẻ với mẹ là mẹ ơi bây giờ mẹ giảm thuốc huyết áp ra đi, để nó giúp cái lượng huyết áp của mình nó bình ổn, sức khỏe mình nó sẽ tốt. Thì bắt đầu là Hương bắt đầu Hương giảm thuốc huyết áp của mẹ ra, là cách ngày uống một ngày, uống ngày ngưng. Rồi sau đó sau 2 tuần thì Hương mới nói mẹ thì bây giờ con thấy huyết áp mẹ cũng tốt tốt mà mẹ cũng khỏe, thì giờ mẹ giảm ra là 1 tuần mẹ uống 2 viên thôi, và từ từ mình bỏ luôn. Thì bắt đầu mẹ nghe gì cần uống 2 viên thì mẹ lại người lớn tuổi mà lại không nhớ, nghe là tự nhiên mẹ ngưng đột ngột luôn. Hương cũng lo lắng lắm, nhưng mà mẹ thấy cũng rất là bình thường. Sau khi Hương đặt cái mẹ uống được cái bộ combo thứ hai thì mẹ thấy, mẹ nói cái này được nè con, mốt mua cái này cho mẹ uống để mẹ khỏi uống thuốc huyết áp, mà uống cái này á mẹ thấy cái tim mình nó khỏe, mà mắt của mẹ lại sáng. Tại vì mẹ Hương là có một cái triệu chứng là chảy nước mắt sống nữa, nên khi uống cái kèm với cái wellness bát á thì mẹ lại được cái chuyện mẹ giảm được cái triệu chứng mà chảy nước mắt sống nữa. Rồi vậy là sau cái mẹ đặt bộ cái combo thứ ba là tới bây giờ mẹ uống luôn, mà mẹ duy trì mẹ uống một ngày rất là đều đặn, mỗi ngày mẹ uống 2 ly quen nó sắp và 1 gói, thì cái huyết áp của mẹ bây giờ nó lúc nào cũng là 11, 8 và 12. Đó là cái câu chuyện của mẹ Hương, và Hương cũng gửi lời chân thành cảm ơn đến chị Phan Thị Thủy, và đặc biệt là dòng sản phẩm wellness của Odilem. Hương cũng cảm ơn các anh chị em đã theo dõi cái câu chuyện mà của mẹ Hương.